Thưa quý vị, tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam từ huấn luyện viên người Pháp Philippe Tuzet, ông Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ tạo ra kết quả tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 để vực dậy niềm tin của người hâm mộ. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không đặt mục tiêu quá cao cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu này, nhưng chiến lược gia quê Khánh Hòa vẫn quyết tâm vượt qua vòng bảng. Chia sẻ về những áp lực khi nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết cho dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào cũng phải chiến đấu đến cùng với nhiệm vụ là đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, sở dĩ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt gửi vàng để dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam là bởi ông rất có duyên với các giải trẻ. Ông từng dẫn dắt U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng để tham dự U20 châu Á 2023. Hai lần cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, cùng U19 Việt Nam lọt vào top 4 U19 châu Á năm 2016 và giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup năm 2017. Với kinh nghiệm cùng sự mát tay của mình, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp cho U23 Việt Nam đạt được kết quả tốt nhất, vượt qua vòng bảng như chính mục tiêu mà ông bày tỏ sự tin tưởng của mình. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho hay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người có trách nhiệm, với góc nhìn sâu, nghiên cứu đối thủ kỹ và có những đối sách rất hay. Hy vọng màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á sẽ có chất lượng chuyên môn tốt, đáp ứng mong muốn của người hâm mộ Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội là U23 Uzbekistan, U23 Kosovo và một đại diện Đông Nam Á khác là U23 Malaysia. Với mục tiêu giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những tính toán kỹ lưỡng về nhân sự. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập 28 cầu thủ lên đội tuyển trong bản danh sách này, đa phần những gương mặt được chiến lược gia người Khánh Hòa chọn lựa đã đồng hành với ông ở các cấp độ đội tuyển trẻ từ U17 đến U19, U20, cũng như gần đây là U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 và tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trong số này có những cầu thủ đã được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup năm 2023 và vòng loại World Cup 2026. Như thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Bình luận viên Quang Huy cho biết thêm, nhìn vào danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập, nhìn chung lực lượng mà ông Hoàng Anh Tuấn sử dụng không có nhiều thay đổi. Điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa các đội trẻ do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phụ trách và đội tuyển quốc gia thời ông Philip Chuze là sơ đồ đội hình. Đội U20, U23 và Olympic Việt Nam thường xuất phát với hệ thống 3-4-3 trong các trận đấu. Điều này sẽ giúp U23 Việt Nam không bị bỡ ngỡ khi thay đổi huấn luyện viên trưởng đột ngột. Quá trình chuyển giao ở U23 Việt Nam là sự tiếp nối có tính liên tục chứ không phải là rẽ hẳn sang một hướng khác. Tuy nhiên, mỗi huấn luyện viên sẽ có cách vận hành và điều chỉnh khác nhau. Trong cả hai lần gần nhất cùng bóng đá trẻ Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở sân chơi châu Á, U19 Việt Nam vào bán kết U19 châu Á 2016, U20 Việt Nam đánh bại cả U20 Úc và U20 Qatar ở giải U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều trình làng lối chơi phòng ngự phản công rất hiện đại. Đó không thuần túy là phòng ngự với số đông rồi phá bóng thật xa khỏi khung thành, mà là dàn xếp cự ly đội hình hợp lý, khoa học để bùa vây đối thủ, chủ động gây sức ép để đoạt bóng, rồi tổ chức chuyển đổi trạng thái nhanh để ghi bàn. Khác với người tiền nhiệm Philip Chuze, vốn huấn luyện bằng việc đưa học trò vào khuôn khổ triết lý, ông Hoàng Anh Tuấn lại có thói quen ngược lại đó là xây dựng hệ thống chiến thuật dựa vào điểm mạnh của học trò để khai thác tối đa điểm yếu của đối thủ. Khả năng xây dựng tập thể biết chống chịu áp lực cùng năng lực đọc trận đấu đã được kiểm chứng sau 10 năm huấn luyện các đội tuyển trẻ, biến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trở thành một chiến tướng ở sân chơi Đông Nam Á hoặc Châu Á. Một minh chứng nữa cho khả năng ứng biến nhanh nhẹ của ông Hoàng Anh Tuấn là ở giải U23 Đông Nam Á 2023 U23 Việt Nam có thể chơi tấn công sắc bén, tốc độ để đè bẹp U23 Malaysia với tỷ số đậm 4-1 ở bán kết. Nhưng đến trận chung kết khi gặp U23 Indonesia rất khỏe và quái của ông Sinteyong, U23 Việt Nam lại chơi rất thực dụng, chặt chẽ để hòa với tỷ số không đều, rồi thắng trên chấm luân lưu 11m. Với một huấn luyện viên giỏi ứng biến lối chơi tùy theo đối thủ và diễn biến cụ thể trên sân, có thể kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ trở thành một tắc kè hoa ở sân chơi U23 châu Á. Điều này là cần thiết bởi đối thủ của U23 Việt Nam đến từ nhiều trường phái khác nhau. U23 Uzbekistan có lối chơi ban bật, giàu chất kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển nhờ dàn cầu thủ đồng đều. U23 Malaysia thì lại mạnh ở tinh thần chiến đấu cùng lối chơi phản công tốc độ, còn U23 KOS vẫn là một ẩn số. U23 Việt Nam không thể đi tiếp nếu chỉ có một diện mạo cố định Thay vào đó, mỗi trận đấu sẽ là một ván cờ. Như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng so sánh, bóng đá giống như cờ tướng. Mỗi thế cờ đều buộc phải xây dựng những nhóm nước đi rất cụ thể nhằm giành được ưu thế. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay những cầu thủ với điểm mạnh riêng biệt, có thể phát huy năng lực trong những trận đấu cụ thể. Đơn cử chân sút Nguyễn Quốc Việt chưa có chỗ đứng tại V-League với vỏn vẹn một bàn sau 26 trận, nhưng dưới bàn tay ông Tuấn, anh đã ghi hai bàn quan trọng vào lưới U20 úc và U20 qatar. Phan Tuấn Tài chịu áp lực trong thời gian qua ở vị trí trung vệ lệch trái, nhưng nếu được trở về đá sở trường ở cánh trái, cầu thủ này sẽ làm được gì? Hãy nhìn một bàn thắng và hai kiến tạo của anh ở giải U23 châu á hai năm trước. Hay Nguyễn Thái Sơn, võ Nguyên Hoàng, Quan Văn chuẩn, Nguyễn Văn Tùng đều tiềm năng. Những cầu thủ này còn thiếu sót nhưng cũng đồng nghĩa là còn có thể tiến bộ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều năm rèn rũa để hiểu rõ năng lực của học trò. Khi ban huấn luyện U23 Việt Nam đánh giá được năng lực của cả quân ta lẫn đối thủ, tâm thế tự tin sẽ vượt qua vòng bảng U23 châu Á là điều dễ hiểu. Bóng đá Việt Nam đang ở chu kỳ đi xuống, nhưng chỉ cần một cú hích giải trẻ như 6 năm trước, tất cả sẽ sẵn sàng đi lên. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định ở giải đấu sắp tới, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu đầu tiên là làm sao để các cầu thủ thể hiện tốt nhất về mặt chuyên môn, từ đó cống hiến hết mình cho trận đấu. Việc vượt qua vòng bảng không phải quá sức đối với đội tuyển, tuy vậy cũng là mục tiêu không dễ dàng. Đạt được điều này chúng ta sẽ tính đến những điều xa hơn. Trong bảng đấu mà mình không phải đội mạnh nhất, chúng tôi biết mình thế nào và sẽ tính toán để chơi ra sao. U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và sửa sai từ ông Chu Dị. Nếu không vì kết quả bết bát ở tuyển Việt Nam, buộc phải nói lời chia tay sớm. Có lẽ lúc này U23 Việt Nam vẫn thuộc quyền chỉ huy của ông Chu Dê thay vì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á. Và những gì mà ông Chu Dê để lại cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở U23 Việt Nam về con người là tương đối bởi phần đông được cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam rèn rũa liên tục suốt hơn một năm qua cho đến lúc chia tay. Nếu nhìn vào danh sách mà tân thuyền trưởng U23 Việt Nam hiện có với những Thái Sơn, Văn Khang, Tuấn Tài, Đình Bắc, Quốc Việt, phần lớn từng khoác áo tuyển Việt Nam hoặc có mặt trong những giải đấu quốc tế dưới thời ông Chu Dê nên hoàn toàn đủ kinh nghiệm cho vòng chung kết U23 châu Á sắp khai diễn. Cũng giống như tuyển Việt Nam, lối chơi mà ông Chu Dê xây dựng cho U23 Việt Nam là tấn công, kiểm soát bóng. Kết quả cả hai đội bóng của chiến lược gia người Pháp đều tương đối bất ổn trước khi rời đi. Bất ổn nằm ở sự thiếu hiệu quả trong cách vận hành. U23 hay tuyển Việt Nam chơi tấn công nhưng lại tỏ ra vô hại hơn khi đá phòng ngự, rình dập chờ cơ hội phản đòn. Những thống kê về số lần thất bại, hiệu suất trong các trận đấu của U23 Việt Nam cho tới tuyển Việt Nam dưới thời ông Chu Dê là minh chứng rõ nhất. Quá nhiều trận đấu tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam còn không thể tung ra được những cú dứt điểm hoặc dứt điểm chính xác chẳng hạn. Đấy là chưa kể số thẻ vàng, thẻ đỏ phải nhận cũng đáng để người kế nhiệm Hoàng Anh Tuấn âu lo. Di sản về chuyên môn mà ông Chu Dê để lại cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lý do phải lo lắng với mục tiêu mà U23 Việt Nam đề ra ở vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng có cơ sở tin U23 Việt Nam lột xác tại giải đấu châu lục ở Qatar sắp tới, khi người dẫn dắt không còn là huấn luyện viên Chu Dê mà là ông Hoàng Anh Tuấn, là đồng nghiệp, cộng sự một thời của cựu thuyền trưởng bóng đá Việt Nam Ông Hoàng Anh Tuấn thừa hiểu huấn luyện viên Chu Dê có điểm mạnh về chuyên môn hay những hạn chế ra sao, rồi từ đó thay đổi một cách phù hợp nhất, hòng giúp đội nhà chiến thắng. Nói đơn giản, từ thất bại của ông thầy người Pháp, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần rút ra bài học và chỉnh sửa nhằm tạo ra một U23 Việt Nam hoàn hảo nhất. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn từ ngày 8 tháng 4. Tại đây, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4 Trước khi chính thức tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng D lần lượt gặp U23 Costa ngày 17 tháng 4, gặp U23 Malaysia ngày 20 tháng 4, gặp U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4.